Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, trong một cơn mưa nặng hạt vừa qua thì đội tuyển U23 Thái Lan đã có một chiến thắng đậm đà trước đội tuyển U23 Campuchia, một tỷ số kinh hoàng 5-0. Và chắc chắn rằng là huấn luyện viên Honda của đội tuyển U23 Campuchia đã rất buồn. Chúng ta đã nhìn thấy được những gương mặt thất thần của huấn luyện viên này sau khi nhận trận thua bẽ bàng trước đội tuyển U23 Thái Lan. Và có lẽ rằng nếu không có một cơn mưa lớn thì chắc chắn chúng ta cũng đã thấy được, có lẽ rằng nước mắt cũng đã tuôn trào dưới đôi mi của ông Honda. Chỉ có điều là cơn mưa quá lớn và dường như nó che đi những giọt nước mắt của ông Honda mà thôi. Mất thất bại thực sự là đau đớn. Thế nhưng có một điều thú vị đặc biệt, đó là các cổ động viên của Campuchia, họ thực sự là những cổ động viên cũng rất tuyệt vời đấy chứ, đúng không ạ? Sau khi trận đấu kết thúc và ngay cả trong cái quãng thời gian khi mà Campuchia nhận liên tiếp những bàn thua, thì những cổ động viên của Campuchia họ vẫn ở lại, vẫn cổ vũ rất nhiệt tình dành cho các cầu thủ ở dưới sân. Và chính điều đó khiến cho huấn luyện viên Honda rồi là các cầu thủ của đội tuyển U23 Campuchia đã cố gắng ở lại để tri ân các khán giả đã cố gắng cổ vũ cho họ trong một trận thua tan nát vừa qua. Chắc chắn đêm ngày hôm qua sẽ là một đêm mất ngủ dành cho các cổ động viên của Campuchia, khi mà tổng cộng đội tuyển nam và đội tuyển nữ của quốc gia này đã nhận tổng cộng là 12 bàn thua và không ghi được bất cứ một bàn thắng nào cả. Bởi trong thời gian cùng giờ thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã vùi dập đội tuyển nữ Campuchia với tỷ số 7 bàn không gỡ. Và cùng với đó, vừa qua thì một kết quả hòa với tỷ số 2 đều giữa đội tuyển U23 Malaysia và đội tuyển U23 Singapore đã đẩy đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đến gần nhau hơn rất nhiều. Trong ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu với đội tuyển U23 Timor Leste vào lúc 19 giờ tối ngày 15 tháng 5. Đây là trận đấu mà chắc chắn là thầy trò Van Persie đang hướng đến, sẽ là một chiến thắng tưng bừng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam để chúng ta giải tỏa những cơn khát bàn thắng cũng như những áp lực vừa qua chúng ta đã phải gánh chịu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thi đấu trước các đối thủ tại bảng B, vì vậy mà chúng ta chắc chắn cũng không có cái lý do gì để mà chọn được đối thủ cả. Chúng ta cũng chưa biết rằng là đối thủ tại bảng B thì sẽ là ai, bởi họ sẽ thi đấu sau. Kết quả cuối cùng thì mới phân định được là đội nào mới là đội lên ngôi nhất bảng. Bởi khả năng cực cao hiện nay thì có lẽ rằng Malaysia họ cũng sẽ có được cái ngôi nhất bảng thôi. Thế nhưng đó không phải là lý do để cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ đắn đo nhiều. Bởi thực tế là với các cổ động viên như tôi đã nói, họ không muốn có một kết quả ít nhất là hòa trước đội tuyển Timor Leste, mà xa hơn nữa là phải thắng đậm trước đối thủ này, mang đến những niềm vui dành cho các cổ động viên. Và đương nhiên thì những chiến thắng và những bàn thắng cũng mang đến sự tự tin lớn hơn và giúp cho những cầu thủ có phong độ cao hơn trong những cuộc đối đầu sắp tới ở trận bán kết với những đối thủ khó nhằn hơn rất nhiều. Và để nói về cuộc đối đầu này thì mới đây trả lời phỏng vấn thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Timor Leste, ông Fabio Marcel da Silva, có cho biết rằng là các học trò của ông sẽ chơi một trận đấu cống hiến trước đội tuyển U23 Việt Nam ở trong lượt đấu của bảng A SEA Games 31 này. Ông có chia sẻ trong buổi tập buổi chiều ngày hôm qua ngày 14 tháng 5 rằng: "Chúng tôi đã đến đây với niềm tự hào và biết ơn trước niềm hiếu khách và tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Chắc chắn là chúng tôi sẽ về nước, thế nhưng chúng tôi sẽ chơi trận cuối cùng cống hiến để về với danh dự trong tư thế cẩm cao đầu." Đó là những gì mà huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Timor Leste có trả lời. Và đây cũng là buổi tập cuối cùng của U23 Timor Leste trước trận cuối của bảng A trước chủ nhà U23 Việt Nam. Ba trận đấu trước thì đội tuyển U23 Timor Leste đều rất nỗ lực nhưng chưa có một điểm nào cả. Đây là điều nằm ngoài mong đợi của huấn luyện viên Fabio, người dẫn dắt lứa cầu thủ hiện tại U23 Timor Leste đã vào đến tận trận bán kết U23 Đông Nam Á 2022, và họ cũng thua chính đội tuyển U23 Việt Nam trong loạt đấu luân lưu sau 120 phút cân bằng mà thôi. Và ông có nói rằng: "Tôi biết khả năng của học trò của mình, chúng tôi hoàn toàn có thể chơi tốt hơn mà để mình trình diễn ở bản trận đấu trước đó. Đội tuyển U23 Timor Leste ở SEA Games không tốt như là tại AFF Cup và U23 Đông Nam Á 2022. Thế nhưng tôi hy vọng rằng ở trận cuối thì chúng tôi có thể trình diễn một thứ bóng đá ở lần gần nhất gặp đội tuyển U23 Việt Nam." Đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại khác một chút so với phiên bản vào hồi đầu năm. Thế nhưng tôi tin rằng nhiều gương mặt ở U23 Đông Nam Á 2022 sẽ được ra sân ở trận cuối của bảng này. Tôi hy vọng rằng trận đấu tới sẽ là trận cầu cống hiến của cả hai đội. Đó là những gì mà chiến lược gia người Brazil có chia sẻ. Cùng với đó, Fabio cũng đã xem trận đấu vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam trước Myanmar vào tối ngày 13 tháng 5, và ông cũng đã khen ngợi đoàn quân của Van Persie là một tập thể đáng gờm. Và ông cũng đánh giá rằng cầu thủ Việt Nam có nền tảng kỹ thuật và một nền tảng thực rất tuyệt vời, sở hữu những tiền đạo giỏi.
cho nên sẽ không dễ dàng cho Uvati Moneste ở trận đấu vào chiều tối ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5. Ông có chia sẻ rằng U23 Myanmar đã thi đấu tốt và gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đương nhiên ở trận đấu tới chúng tôi cũng sẽ cố gắng chơi tốt như vậy. Tôi cho những cầu thủ tập luyện rất nhiều tình huống cố định và nếu so sánh U23 Việt Nam và Timor Leste thì bạn có thể thấy rằng đội chủ nhà họ nhỉnh hơn về mặt chiều cao, cho nên chắc chắn họ sẽ chơi bóng bổng, cho nên chúng tôi phải có sự chuẩn bị. Tôi không phải là mẫu huấn luyện viên thiên về phòng ngự, thế nhưng phòng ngự là bản năng hoàn toàn tự nhiên của một đội bóng khi phải đương đầu với một đối thủ mạnh hơn. Nếu trong tay tôi có dàn cầu thủ như là cầu thủ của U23 Việt Nam thì tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà không chơi tấn công cả. Vì nó là thứ bóng đá đẹp mà ai cũng hướng đến, sẽ rất khó để gây bất ngờ trước một đối thủ mạnh như là U23 Việt Nam. Tuy nhiên đây là bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Và như đã nói thì hiện nay cái cơ hội và cái khả năng đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan là cực lớn. Và như trận đấu vừa qua sau khi kết thúc thì ông Poking có chia sẻ rất dài rằng nói chúng tôi bây giờ không sợ bất cứ một đối thủ nào cả, kể cả đó là U23 Việt Nam này chẳng nữa. Đội tuyển U23 Việt Nam đang chơi tốt, thế nhưng Indonesia cũng không hề đơn giản. Và nếu tránh được Việt Nam thì sẽ tốt cho chúng tôi. Thế nhưng phải gặp nhau thì chúng tôi cũng không ngại gì cả. U23 Thái Lan phải đánh bại mọi đối thủ để giành huy chương vàng. Thật khó để nói trước điều gì, thế nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với kết quả này khi mà đội tuyển của chúng tôi đã thắng tới tỷ số 5-0 trước U23 Campuchia. Và cũng giống như U23 Việt Nam, tôi gần như chắc chắn là sẽ vào bán kết rồi. Tuy nhiên thì Thái Lan phải cải thiện được nhiều hơn nữa để hoàn thiện được và chinh phục được tấm huy chương vàng SEA Games. Hiện tại thì đội tuyển U23 Thái Lan họ đã ghi được 11 bàn thắng sau 3 trận đấu, chỉ thủng lưới có 2 bàn. Trong khi đó thì đội tuyển U23 Việt Nam lại là đội duy nhất chưa nhận bất cứ bàn thua nào tại SEA Games 31 cả. Và đội bóng của Barca thì cũng gần như chắc chắn là sẽ vào bán kết và chúng ta sẽ đang có 7 điểm. Và trận đấu ngày hôm nay chúng ta chỉ gặp Timor Leste thôi, một đội bóng rất yếu. Mà trong trường hợp đội tuyển U23 Malaysia thắng trận đấu cuối cùng thì Thái Lan và Việt Nam có đến 99,99% sẽ gặp nhau trong trận bán kết của SEA Games 31. Và liệu rằng có phải một cơn ác mộng của kiếp cúp 120 sẽ lặp lại hay không, hay là đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta sẽ trả lợi thành công cái món nợ mà chúng ta đã vay trước chính người Thái Lan tại kiếp cúp 2020 vừa qua. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Tất nhiên đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng dành cho cả U23 Việt Nam cũng như là U23 Thái Lan. Tất cả những ai chứng kiến những màn trình diễn vừa qua đều có thể nhìn nhận ra được điều này. Thái Lan có thể ghi được rất nhiều bàn thắng, thế nhưng hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam mặc dù vẫn còn đó những trịch choạc, nhưng chúng ta vẫn chưa được thủng lưới. Và đó là cơ sở để cho Nguyễn Bao Sơ tin tưởng là chúng ta sẽ có được kết quả tốt trước U23 Thái Lan trong trận bán kết. Và tới đây thì bản tin của tuần bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tuần bóng đá.